Trời, đi đường gì mà xấu dữ vậy trời. Chừng nào mới tới? Yên tâm đi, còn mấy trăm cây nữa mới tới. Cái này mình đi đâu vậy? Nay mình đi Bangkok. Bangkok hả? Giờ tới đâu rồi? Giờ mình tới Băng Đăng rồi. Cái Băng Đăng rồi chừng nào mới tới? Lẹ lắm, mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có Bangkok mà. Ghê ghê vậy? Về phải cái tới nè. Wow. Dịnh chặt nha. Leo. Trời ơi, thăng lên bánh gì trời. Xem nữa là phóc đầu nẹt bù rồi. Tới rồi đó. Tới hả? Tới rồi đó. Wow. Ôi, Bangkok chưa? Phong cách này Thái Lan, Bangkok nè. Hay, công nhận hai mình hồn nhiên ghê. Kính thưa quý vị, không gian ngày hôm nay thật sự đã tạo rất là nhiều nguồn cảm hứng và niềm vui dành cho Hòa Đá Bơ cùng với Chen Rulu để dẫn dắt mọi người đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rõ ràng với không gian này, chắc chắn quý vị cũng đã đoán được rằng là ngày hôm nay những món ngon sẽ mang phong cách Thái Lan mà. Nhưng mà đó đây là hai đứa mình không thể nào mà có thể chứa được hết cả một bàn tiệc thịnh soạn đang chờ đón mình. Nên bây giờ bắt buộc mình phải mời thêm một người bạn nữa. Đúng, em mời chưa? Quên rồi. Biết mà. Không sao, trợ lý đến đây là để thẩm định về chuyên gia, về ẩm thực, về dinh dưỡng. Còn khách mời, bạn bè đông đảo lắm, ai cũng tốt bụng, ăn quá chứ ăn luôn á, bụng tốt lắm. Bây giờ gọi cái là tới liền phải không? Mình vào trong mình tham quan cái không gian quán này một cái đi rồi mình gọi. Okay. Ta qua đi. Xin chào tất cả mọi người đang đến với không gian đậm chất Thái cùng với Hòa Rapper và bé Lu. Chúng ta hãy sẵn sàng để gọi món nha. Em ơi, cho anh gọi món đi em ơi. Món này ngon lắm mà nghe. Món đầu tiên đó chính là khách mời ngày hôm nay, Tấn Kiệt. Dễ chưa? Khách mời xuống mà hàng học dễ đâu có luôn. Đại tưởng không nhận ra. Không ngờ là nhận ra cho nên đập nhẹ xuống cho mọi người ấn tượng vậy đó. Dạ. Thật sự là Tuấn Kiệt cũng đã xin nhanh trước với Hòa Rapper. Đều có thể đến đây thật là sớm và sau đó là bơ vô bên trong nghiên cứu trước menu đồ ăn Thái. Dạ đúng vậy. Em có ấn tượng như thế nào về đất nước Thái Lan? Thật ra thì em cũng ít đi Thái. Ít lắm hả? Một năm em đi tầm 6 lần. Thì wow, thật là khiêm tốn. Không phải ít so với thời lượng mà em đã từng đi. Có năm em đi mỗi tháng đều đi. Em ơi, 6 năm anh mới đi được đứng được lần. Ủa, dữ vậy? Trời, em nói vậy anh tủi thân quá à. Không có, nhưng mà thật ra là nói về đồ ăn thì em thấy là nó không có khác biệt lắm với Việt Nam đâu. Cái điều khác duy nhất của nó là cái chuyện nêm gia vị thôi. Gia vị? Tất cả những cái nguyên liệu là nó gần như là giống Việt Nam. Nhưng mà cái gia vị ví dụ như bở Thái nó sẽ chua hơn, nó sẽ cay hơn, nó sẽ nóng hơn. Đó, kiểu vậy đó. Vậy nãy giờ nghiên cứu trong cái thực đơn này được món nào hấp dẫn rồi? Dạ, em có nghiên cứu cái hình đẹp lắm. Còn lại thì em muốn mời chúng ta cùng gọi cho nó dễ thương dạ. Vậy thôi bây giờ để chuyên gia dinh dưỡng ẩm thực đó nè, nhà mình có người mà. Ở đây thì nói chung là cũng không có nhiều món nên là thôi mình order hết menu đi. Dữ vậy? Ba mình ăn hết không vậy? Đâu biết đâu. Không sao. Hết em về. Mọi thứ để anh lo. Dạ. Ok, lên món. Lên. Món đầu tiên. Cua hấp sữa. Thơm. Tiết lộ với mọi người biết được rằng sữa này là sữa hoa hồng nha. Sẽ có một cái mùi vị nó đặc trưng và nó nổi bật. Nó làm dậy mùi hơn cho con cua nữa. Rồi bây giờ mời mọi người nha. Mời mọi người. Không biết là qua Thái em đã từng thưởng thức món này chưa? Em có ăn cua qua rồi. Tại vì cua bên Thái gạch nhiều lắm. Đúng rồi. Làm món này là phải cua gạch à nghe. Nó mới ngon. À vậy hả? Vậy thì phải ăn thử thôi. Còn nói gì nữa. Dạ vậy, tiên chủ hậu khách, chủ xin được phép lựa chọn cái mai cua trước nha. Dạ được. Mai. Dạ. Mà hai, thương cô trợ lý là dễ thương quá anh. Đây, món đầu tiên hưởng cho em trước nha. Đó. Còn đây trời ơi, xuất sắc nè. Cảm ơn anh. Mời Kiệt. Dạ. Vậy chứ anh biết là Kiệt cũng nhịn đói từ sáng cho tới nhịn chứ em biết bữa nay ăn cả menu mà. Quá mọi người ơi. Mọi người có thể thấy được cái độ sóng sánh của phần gạch cua pha trộn cùng với sữa hoa hồng. Wow, nhìn thôi là ngon con mắt rồi. Thưa mẹ cũng hay cho ăn cua tại vì cua nó rất là tốt cho cắt xương, canxi nhiều. Nhiều canxi rồi nhiều protein nữa. Uh-huh. Mà thật ra ăn này ăn cũng không ăn nhiều được luôn nha. Tại vì cua ăn nhiều quá cũng gút. Nhưng mà đúng chỗ là cua gạch đó. Cua gạch cho nên là đã quá trời luôn.
chấm chung với lại cái dầu ớt. Mọi người nhớ chấm chung với dầu ớt nha. Ủa, dầu ớt này mà ăn ăn cái vị he he, nó không có cay quá. Nhưng mà cái dầu ớt này là dầu ớt này sẽ được mang từ Thái về về đây luôn á. Thái Lan. Vậy còn Thái Aroi là cái gì? Aroi là ngon. Anh phải hỏi đây nè. Aroi là ngon. Ủa, em học tiếng Thái hả? Em có học tiếng Thái. Không giỏi hả? Trời ơi, em có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái luôn á. Nghe chưa. Sawadikrap. Thần chư Tuấn Kiệt, thần bè nạc xa đèn. Quân ni, thần mi khoam sụp mắc. Bèn rai can ni. Nhìn đi thì đai lùng chạc. Khập khuôn nạc rắp. Dữ chưa? Rồi. Em không biết nhiều thôi nha, đừng hỏi thêm. Ngon nha. Ôm em được sức cho anh được không? Thuyết minh lòng tin phụ đề. Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Kiệt, tôi làm diễn viên tự do. Hôm nay rất là vui khi có mặt trong chương trình này. Trời ơi, vui hả? Rất vui được gặp hai MC luôn, cảm ơn mọi người. Cái nước chấm này. Trời, nãy giờ quên nước nè. Xuất sắc không? Cay lắm luôn á anh. Vậy hả? Ý là nó rất là đã nhưng mà bỏ vào miệng á là đúng nghĩa là nghe phần đầu lưỡi là tê cay luôn. Phải thử anh thôi. Anh phải thử mới được. Đừng tưởng anh không biết ăn cay. Anh cũng phải thử để coi bản sắc Thái Aroi như thế nào. Một. Hơi cay thiệt nha. Cay lắm luôn ý. Nhưng mà em nghĩ là cái này mấy bạn mà không biết ăn cay vẫn có thể ăn được. Tại vì nó không có quá cay. Sao vậy? Cay thiệt. Cay hả? Nhưng mà cái cay thơm. Cay này nó rất thơm. Thực ra đặc sản ở Thái nữa, nó làm cái nước sốt mà. Rồi, anh có biết mọi người mà ở đây mà nội trợ đi qua đó là mua mấy cái chai nước sốt về á. Về pha. Cái này không thể gọi là sa tế được. Dạ đúng. Mà là nó nè, ớt xay đúng không? Nó là ớt xanh. Ớt xanh. Ớt xanh rồi tỏi, ớt xiêm á, tỏi rồi chanh rồi lum la các kiểu trong thứ rồi nó pha vô rồi nó xay lên đó. Ồ. Phải cay gì nó mới đã nè. Dạ, mà cái này cay lâu nha. Em nghĩ là với cái món ăn cay này thì em sẽ cần một cái gì đó nước nước để cân bằng cái vị cay này lại, cho nên chắc là sẽ lên món kế tiếp nha. Được, sẵn sàng đợi. Anh ơi, anh chị đang mì tôm chim mama. Mì tôm chim mama. Cảm ơn em. Mì tôm chim mama. Theo anh được biết thì mama không phải là một loại mì mà là thương hiệu mì. Dạ, rất nổi tiếng của Thái Lan. Dạ đúng. À, thấy là ngoài có tôm này, mực rồi mình thấy còn có thịt viên, nấm, rồi heo quay hay là ba đoạn? Heo quay. À, heo quay nữa, chiên nữa ha. Trứng. Trứng rồng đẹp hấp dẫn quá xá. Giận sao giờ? Ăn chứ gì nữa. Ăn sao nữa? Thôi mọi người tự nhiên đi hả? Dạ. Thật sự là những nguyên liệu để làm nên từng món ăn của Thái Lan nó gần như tương đồng với Việt Nam mình rất nhiều. Khác là khác cái vị. Khác cái vị. Cái tôm dùm này cũng có cái thè thè cay cay. Nhưng mà cái cay đó nó sẽ khác với cái nước chấm này đúng không em? Dạ đúng rồi. Thường tôm dùm thì họ sẽ nêm nếm một cái vị vừa để ai cũng có thể ăn được. Nếu như mà anh muốn ăn cay hơn thì có thể dặn bếp là nêm cay hơn. Như vợ anh là cho thêm tương ớt vô đó. Mà có một cái mà em nhớ hoài ở bên Thái á, đầu em đi á, là em được người dân Thái chỉ luôn á là qua bển á, mình được có kêu là ít cay. Tại vì ít cay ở bển nó cũng rất là cay. Cho nên là thà là anh kêu là không cay luôn. Hoặc là cay, nó chỉ có hai level như vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ cái món này nó thực ra nó ngon là do cái tôm dùm nha. Tại vì cái nước nó rất là đặc biệt á, nó có xả, nó có mấy cái ngũ vị hương, nó có một lum mất. Nhưng mà cái ấn tượng của Hoàng đó chính là nguyên liệu rất là nhiều luôn. Rất là nhiều cái topping ở trong này nữa quý vị. Ngon quá. Thường tôm dùm mà mình ăn khoảng chừng 3 đến 4 phần là nhiều lắm rồi. Còn này rất nhiều thành phần bên trong này. Dạ. Ủa, không biết có sữa tươi hay dừa tươi gì không mà ăn hết béo béo rồi ta. Thường thì em nhớ là sẽ có nước dừa. Dừa. Nước dừa để... Nước dừa hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nước cốt dừa ở Thái cũng rất là lạ so với ở Việt Nam mình luôn á. Không có lạ. Ý là cái hương vị em đã từng thử rồi. Ở bên Thái cái hương vị nước cốt dừa bên nó lạ lắm. Mà kiểu mà... Đúng nghĩa là những cái món ăn tôm dùm này kia đặc trưng của Thái á, thì đúng kiểu là phải có cái hương vị nước cốt dừa đó thì nó mới ra được. Nhưng mà em ước gì á là cái món này nếu như mà cay hơn một tí nữa hả? Thì sẽ đã. Không. Không có thể ớt xanh không bỏ vô được anh. Anh nghĩ là này muốn thêm cay là phải bỏ dầu ớt. Hoặc là bỏ bột. Thì sẽ đã hơn rất là nhiều. Thôi em đã mà anh sợ anh chảy mồ hôi á. Vậy thì thôi, cay gì nào ngon rồi. Đó chắc này thì chắc làm cho anh Hoàng ăn. Đúng rồi, làm cho chủ quán rồi.
thì là quán cũng phải canh vừa vừa đủ, nhất là những bàn tiệc mà đông người á. Yeah. Ai muốn ăn cay thêm mình đệm thêm. Nhưng mà cái này thì chưa có đã miệng lắm. Giờ em sẽ lên một món cực kỳ đã miệng luôn. Có đã mắt không? Đã mắt luôn. Phải đã mắt nha. Đúng. Hứa nha. Hứa. Lên đó. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Em. Này, này, nhiều ký em. Dạ khoảng 6 ký anh. 6 ký. Trời ơi. Món này tên chính xác là gì nè? Dạ của mình là sườn cây thái rồi. Sườn cây thái rồi. Chuyên gia dinh dưỡng. Trời ơi. Wow, wow. Ê, nó giống như là một ngọn núi, một đồi mà có tháp rồi. Ồ, chạy xuống rồi. Ồ. Ok, em nghĩ là chắc là được rồi đó. Nếu như mà muốn ăn cay hơn thì hãy đổ vô. Hãy đổ thêm. Bây giờ mình đã đầy đủ hết tất cả những phụ kiện cần thiết rồi. Giờ để anh làm món này nè. Anh thích. Thế thế chị ạ, để em hỗ trợ cho mình để mình ăn ngon hơn nha. À, dạ. Đúng rồi đó. Em hỗ trợ anh rút mấy cái này đi chứ anh không biết rút, anh rút sạch. Anh sạch hết. Nhưng mà để anh rút. Trời ơi, ra dẻ dữ gì anh. Nè đó con bé nè, bé có chuyên nghiệp là ta làm nè. Đó, rải đều đúng không? Rải đều. Rải đều hết tất cả những loại rau bằm, rau này rau thơm đúng không em? Dạ, ra ngồi gái là cho. Ngồi gái. Hành lá. Rồi bây giờ mình ăn chỗ mình nha. Rút sao ta? À để chút cho. Mình rút sao đừng có bị rụng tháp nha. Trời ơi, cái này là cái phần theo kinh nghiệm ăn thịt của em á, thì em nhìn phần xương phần thịt này là cái bộ phận nào của con heo? Bộ phận này là bộ phận sống lưng của con heo. Dạ đúng rồi, sống lưng của heo mà vâng ạ. À. Cái này là phần này thường là sẽ nhiều thịt á anh. Em rửa nhiều thịt nạc hơn. Cảm ơn em. Còn mình cứ chấm cái số này đúng không? Đúng rồi, chấm cái số này ạ. Nó đã cay rồi mà còn chấm với cái này nữa thì mặn mà đậm đà. Dạ, phải biết chị ạ. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Mấy lần sau để em tự bẻ cho. Dạ. Ngon không? Nó cay. Bạn ăn, thơm lắm mọi người ơi. Wow. Trời quá trời nha. Thịt ngọt. Biết sao không? Anh sợ là những loại thịt như vậy, xương vậy mà hầm á, thì cái chất ngọt nó sẽ ra nước hết rồi. Cái phần cái nó sẽ không còn ngọt nữa. Cái xác nó bị khô. Nhưng mà cái phần thịt này nó rất là ngọt nha. Em nghĩ có nghĩa là hầm vừa đủ tới hay sao á. Chứ không để lâu quá. Sao vậy? Em lạnh hả? Cái gì vậy? Nổi da gà luôn không? Cái ớt mà nó vừa có chanh nữa, nó vừa chua. À, còn có vị chua nữa. Có chua. Thơm, ớt chanh với lại chanh là hai sự kết hợp rất là ok nha. Nhưng mà kiểu như là em ngồi đây ăn, em có cảm giác được là em đang ở Thái á. Tại vì cái lần gần nhất mà em ăn món sườn cấy bên Thái á, là biểu cảm của em cũng bị giang vậy luôn. Là vừa ngồi ăn vừa hít hà, nhưng mà cứ vẫn phải ăn tại vì rất là ngon. Xong rồi hôm nay được ăn lại. À, đã quá. Tại vì thường á, cái phần ớt này á, là họ sẽ dùng ớt xanh cho nên đâm ra là sẽ cay hơn rất là nhiều. Còn nước á, thì là họ sẽ ninh từ cái xương ống luôn. Cho nên á, là khi mà ở đây thì em thấy là tại vì họ để ở cái đĩa này hơi thấp á. Chứ nếu như mà kiểu mà để trong một cái thố mà có nước ninh xương nữa, vừa ăn vừa chung nha. À cái thố nó sẽ sâu hơn. Dạ đúng rồi, nhúng nước nữa là đã hơn rất là nhiều. Anh muốn thử cảm giác bẻ quá mấy đứa ơi. Thử đi anh, nè bên đây có một cái đó. Bẻ nè. Trời ơi. Lọc là có. Mà thích sự nghịch ngợm như vậy nè. Đấy. Wow. Trời ơi. Thoải mái đi em, tự nghĩ nè, tỉ nè. Ôi, xích sắc chua. Đó. Cầm cái miếng nè, miếng thịt ống ả gì nè. Cắn mà như vậy nè. Chấm cho miếng cho nó cay hơn nè. Không nè, cạp nè. Trời ơi. Trời ơi. Mềm ngon quá. Sườn cây thái thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ngon quá mọi người ơi. Trời ơi. Bình thường em ăn cay dở lắm mà sao bữa nay em ăn cay dữ người ta. Trời ơi, chấm lìa nè. Rồi mình ăn tiếp thôi. Yeah, mình cảm ơn chương trình. Đây là món cơm chiên tôm trứng. Rõ ràng
cái tên gọi cũng đã nói đầy đủ hết tất cả những thành phần nguyên liệu bên trong món cơm này rồi. Đúng. Nhưng mà rõ ràng là nó có mang màu sắc của Thái Lan. Ừ. Bởi vì Hoàng phát hiện ra rằng là cái lớp trứng đánh rất là đẹp, rất là đều và cái màu cực kỳ bắt mắt luôn. Nên cái màu này tôi suy đoán nó sẽ dính líu tới một nguyên liệu mang chất Thái Lan, đó chính là em rất chờ đợi. Đó là làm ớt. Ủa? Đúng không? Ớt đẹp. Gần đúng. Gần đúng. Gần đúng. Đúng. Dầu ớt. Đúng rồi. Dầu ớt mới có màu đẹp vậy nè. Đúng rồi. Này dầu ớt Thái Lan. Rồi, đây dầu ớt Thái Lan. Tách ra cho. Ê, ai tôm này tôm nhìn tươi ngon quá. Chắc tôm sú hả em? Tôm sú. À, tôm sú là sẽ bổ não nè, rồi chống suy nhược cơ thể, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Tuyệt vời. Gấp cho. Cảm ơn. Cảm ơn Crab. À, hắn gì? Kapuna Krab là cảm ơn, cảm ơn cho dạ. Người nữ hay người nam? Là người nam. Krab là nam, Kha là nữ. À, khéo tay được chứ. Yeah. Một đũa của em thôi là đủ hết tất cả cơm chiên tôm trứng luôn. Nghe em mà. Hay thiệt. Xong rồi, cha. Ít nước tương vào. Cái màu cơm cũng rất là đẹp, nhìn rất là hấp dẫn nha. Hạt gạo rất dẻo nha. Tại vì thường cơm chiên á là mình sẽ dùng cơm nguội để chiên cho nên là nó khô. Ừ. Mà đây là một trong những chỗ mà bán cơm chiên mà em thấy cái cơm dẻo nhưng mà ăn nó không có bị ngấy á. Ừ. Mà vẫn giữ được đồ chất dính, không biết là cho chút xíu vô ăn vô hay xong mà thấy hạt cơm nhìn thấy bóng bẩy nè. Em cũng thấy là khá là hay ở kỹ thuật chế biến của đầu bếp đó. Tại vì thường nếu như mà cơm dẻo mà để chiên ăn như thế này thì em thấy là nó sẽ hơi ngấy một tí. Mà ăn không ngấy nha, không ngán nha, tự nhiên bắt ghê luôn á. Được á. Nhưng mà cái này thì không có cho dầu ăn vô nhiều đâu. Em nghĩ là cái phần cơm bóng bẩy là bởi vì là từ cái dầu ớt Thái Lan á. Nên là sẽ có cái màu, tức là cái màu vẫn đẹp nhưng mà nó vừa phải, nhìn không có bị cảm giác là bỏ sẫm màu này kia vào. Có một cái đợt em đi phim bên Thái á, thì em diễn chung với mấy bạn người Thái, thì mấy bạn dẫn em đi ăn một cái món cơm trứng chiên. Nó gọi là trứng mây á. Có nghĩa là họ sẽ tát dầu hai bên cái trứng để cho nó phồng hoặc là phồng lên như vậy nè. Thì cái kiểu đó, tuy là ở Việt Nam em chưa thấy ai làm được cái kiểu đó hết á, nhưng mà thực ra cái mùi vị nó rất giống cái trứng này nha. Rất giống luôn á. Thật ra em thấy ở quán này á, thì nếu như mà gọi là để mà 100% vị giống Thái á, thì chưa. Nhưng mà sẽ là một cái cảm giác khi mà có cái không khí ngồi ở đây, xong mình ăn, xong mình nếu như mà có mở nhạc Thái nữa thì em nghĩ là sẽ rất là vui luôn á. Cho nên là em nghĩ đây cũng là một cái địa điểm như anh nói là nếu như mà cuối tuần nè chưa biết hẹn hò đi đâu chơi thì có thể rủ hội bạn ra đây, gọi vài món, gọi một tháp sườn, xong mình ngồi nhâm nhi, xong mình ngồi tám với nhau. Chính rất xác. Là clean. Mà quý vị hãy ghi nhớ địa điểm này chúng tôi đã để sẵn trên màn hình quý vị nhé. Sổ tay ẩm thực. Và riêng bản thân Tuấn Kiệt thấy bữa ăn ngày hôm nay như thế nào nè? Em thì lại thấy nó rất Thái nha. Từ vậy cái phong cách, mấy bạn phục vụ cũng rất là niềm nở. Thì rồi đồ ăn thì rất là ngon. Và thực đơn của Lu ngày hôm nay cho Kiệt ăn cũng rất là đầy đủ. Tự như là những cái thứ tốt nhất trong nhà hàng là đã được mời ra. Cho nên cảm ơn anh Hoàng với lại Lu rất là nhiều. Tại vì đã cho Kiệt ăn một cái món ăn, một cái bữa ăn rất là tuyệt vời như vậy. Dạ, cảm ơn Kiệt. Và chúc cho Kiệt lúc nào cũng tươi vui, lạc quan, sáng tạo trong nghệ thuật. Và đặc biệt là được đi du lịch nhiều nước hơn nữa. Dạ, cảm ơn mọi người. Anh chừng nào đi Thái nữa nhớ rủ em. Đi chứ, đi chứ. Em nhiều khi em qua bển em cũng cần rủ đó, anh đang bển á. Có thể rủ một người 6 năm đi một lần như tôi. Ờ, quên á. Thì nói chung là anh nhớ là lo từ A đến Z cho tụi em. Dạ, đúng vậy. Cỡ gì, nước nào em cũng dẫn anh đi. Wow. Mấy đứa em đáng đồng tiền ghê. Đó quý vị thấy không? Làm chủ của quán ăn hạnh phúc nó cũng đầy áp lực. Nhưng mà bản thân Hoàng Rapper cảm thấy luôn luôn hài lòng, thỏa mãn. Bởi vì tuần nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon. Và đặc biệt là giới thiệu với quý vị những địa điểm, những sự lựa chọn tuyệt vời khi chúng ta muốn thưởng thức ẩm thực ngon. Và hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành với quán ăn hạnh phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn nhà hàng Thái Aroy đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.